Thưa quý vị, không biết từ bao giờ thì kịch Tết đã trở thành đặc sản của đất Sài Thành. Có thể nói là không ở đâu trên cả nước lại có một mùa kịch Tết đông vui như ở thành phố phương Nam này. Và đây là mùa vui vẻ nhất trong năm. Các sân khấu trước đó mấy tháng đã lên kế hoạch và chuẩn bị những món ngon để phục vụ cho khán giả. Và mới đây thì rạp Vương Lai, một trong những điểm văn hóa giải trí có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, đã được hồi sinh với tên gọi mới là sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh, cũng đã ra mắt khán giả với những vở diễn được đầu tư công phu. Đây cũng sẽ là tâm huyết của thầy trò Minh Nhí Việt Hương trong việc đưa sân khấu kịch lên một tầm cao mới. Rạp Vương Lai tọa lạc tại vị trí đẹp ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và đã là điểm văn hóa giải trí của một bộ phận người dân thành phố. Thế nhưng một thời gian dài, rạp Vương Lai lại là nơi tập trung nhiều tệ nạn nên phải đóng cửa. Theo chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa giải trí của thành phố Hồ Chí Minh, rạp Vương Lai được nhóm nghệ sĩ tâm huyết như Minh Nhí, Việt Hương chung tay nâng cấp sửa chữa. Rạp được mở cửa trở lại với tên gọi sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh, góp phần tạo thêm điểm sinh hoạt văn hóa cho người dân thành phố, cũng là để không lãng phí một cơ sở văn hóa vốn là rạp chiếu phim đã bị đóng cửa. Được sửa chữa, nâng cấp theo phong cách hiện đại, sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh có sân khấu chính với khán đài 400 ghế, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, phục vụ khán giả định kỳ cuối tuần, thể hiện quyết tâm của nhóm nghệ sĩ duy trì sân khấu kịch, đồng thời đưa nghệ thuật kịch nói lên tầm cao mới. Hoàng Nhân kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Nam Ngày Mới. Và thưa quý vị, trong những ngày đầu xuân như thế này, chúng ta cần lắm những nụ cười xuân đúng không ạ? Để một năm có thể trọn vẹn với nhiều niềm vui tươi. Và những người giúp chúng ta cười nhiều không ai khác là những người nghệ sĩ, diễn viên. Và đặc biệt Hoàng Nhân xin được giới thiệu ngày hôm nay, nghệ sĩ Minh Nhí. Xin được chào Minh Nhí ạ. Chào Hoàng Nhân. Minh Nhí xin được trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả, các anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Và chúc chúng ta có một năm mới an khang, thịnh vượng, vui vẻ. Cười nè, rồi còn bắn tim nè. Thật ra đó là một cái ước mơ của Hoàng Nhân. Bởi vì sao? Bởi vì từ hồi nhỏ Hoàng Nhân đã biết anh Minh Nhí rồi. Thần tượng, bắt tay cái. Dạ, Hoàng Nhân này, nhiều quý vị khán giả khác nữa, đặc biệt là những người hâm mộ anh, rất quan tâm trong những năm qua, nghệ sĩ Minh Nhí thế nào đi ạ? Những năm qua thì Minh Nhí vẫn vẫn hoạt động nghệ thuật, nhưng mà chủ yếu là đào tạo. Mình lớn tuổi rồi. Lớn tuổi là nói cho nó khiêm tốn hết rồi, chứ mình già rồi. Mình hướng dẫn, mình chỉ dạy cho giới trẻ để có thể tiếp tục cái sự nghiệp nghệ thuật của những người đi trước. Dạ. Tức là chúng ta hiểu là diễn viên Minh Nhí ngoài là diễn viên trên sân khấu còn là một người thầy. Và không phải là người thầy mới ai đâu, mà nhiều chục năm rồi đúng không ạ? Mấy chục năm. Làm thầy từ thời mới hai mấy tuổi. Dạ. Mấy tuổi bây giờ là... Không, còn trẻ lắm, còn trẻ lắm. Bây giờ năm nay đứa là 60 rồi đó. Rất trẻ trung. Và có thể nói rằng về cái chuyện học trò của anh ấy, thì rất nhiều thế hệ đã ra trường, đã theo nghề và đã thành danh. Có thể kể đến như là chị Việt Hương này, chị Thúy Nga, chị Hạnh Thúy hay là anh Tuyết Cương đúng không ạ? Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Và Hoàng Nhân cũng thắc mắc là mình đang có mặt trong rạp Trương Hùng Minh. Đây là tên thật của nghệ sĩ Minh Nhí. Vậy thì tại sao Hoàng Nhân cũng thắc mắc là không để cái tên Minh Nhí ở ngoài cho mọi người nhìn vô biết à anh Minh Nhí ở đây, thì mà lại là Trương Hùng Minh đi ạ? Thật ra là lấy cái tên Trương Hùng Minh là vì Minh Nhí cũng muốn... Bây giờ mình cũng lớn rồi, không phải tới bây giờ. Ngày xưa khi mới ra trường là Minh Nhí muốn lấy tên Trương Hùng Minh rồi. Yeah. Nhưng mà lúc đó thì là cái tên nó quá dài. Yeah. Và các anh chị đi trước nói là tên đó dài quá, người ta không nhớ đâu. Lấy tên Minh Nhí đi. Đó. Và mình lấy tên Minh Nhí thì tất cả đều biết tới mình. Yeah. Nhưng mà bây giờ mình cũng muốn mọi người biết thêm là tên thiệt của mình là tên Trương Hùng Minh, tên cha mẹ đặt. Thêm cái nữa là cô học trò cưng của Minh Nhí là Việt Hương cũng muốn thầy lấy cái tên thiệt của thầy. Tại vì nhiều khi học trò kêu thầy Minh Nhí cái có chữ Nhí ngoài sao á. Cho nên là Việt Hương muốn là các bạn trẻ khi đọc tới cái tên thì là trân trọng ông thầy hơn. Dạ. Là thầy Trương Hùng Minh, đại dạ. khái hoặc sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh. Dạ. Hoàng Nhân và anh Minh Nhí đang trò chuyện tại sân khấu chính của sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh, và ở đây ở địa chỉ là 22 Vĩnh Viễn đúng không ạ, quận 10, một địa điểm cũng khá là nổi tiếng với cái tên cũ ngày xưa rạp Vườn Lài. Và cả một thời gian dài rạp Vườn Lài gần như là không hoạt động gì được cả. Bây giờ hồi sinh được rạp Vườn Lài
để đổi tên thành sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh là một sự nỗ lực rất lớn của anh Minh Nhí và học trò cưng của mình là chị Việt Hương, như anh có chia sẻ. Vậy thì cái cơ duyên hay động lực nào giúp anh tập trung mà mình đầu tư hết sức lực của mình cho sân khấu này ạ? Cơ may là các anh chị lãnh đạo quận 10 cũng biết Việt Hương và cùng với Việt Hương muốn xây dựng cái chỗ rạp dừng lại này xây dựng lại. Và Việt Hương thì nghĩ đến ông thầy liền. Ông thầy là luôn luôn mơ ước có một cái nhà hát nó tươm tất, chỉnh chu, nó hoành tráng để mình có thể thực hiện được những cái sản phẩm hay thiệt hay để gửi đến cho quý vị khán giả. Mấy anh chị quận 10 nè, rồi Trung tâm Văn hóa Hòa Bình nè, rồi Minh Nhí Việt Hương nè, cùng nhau bàn bạc và đi đến thống nhất là chúng ta sẽ làm cho thức dậy cái rạp dừng lại. Dạ vâng. Mình thấy là giống như thiên thời địa lợi nhân hòa. Dạ, Hoàng Nhân ngồi đây. Hoàng Nhân ngồi đây. Dạ, nhưng mà ở đây Hoàng Nhân thấy là từ khi vô đây tác nghiệp đấy quý vị ạ, Hoàng Nhân rất là thích và cảm giác bị choáng ngợp đấy. Sân khấu rất là hoành tráng, rất là chỉnh chu, thiết bị rất là hiện đại. Và đặc biệt Hoàng Nhân thấy là cái cảnh trí ở đây dường như có vẻ là một cái tuồng cổ trang đúng không ạ? Đúng hay là rồi. Một cái kịch như thế nào mà cái này là diễn ra dịp Tết hay sao? Anh có thể chia sẻ thêm những ngày vừa qua thế nào? Tết này thì sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh có hai tuồng thôi. Yeah. Một tuồng là Đụng Vào Là Phỏng Tay, hài kịch dân gian. Tuồng thứ hai là Loạn Thế Chi Vương, là một vở cung đấu hoành tráng. Hoành tráng từ phục trang cảnh trí cho đến các bạn diễn viên. Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh Tết nay chỉ diễn từ mùng 1 đến mùng 8, đặc biệt là mỗi ngày một suất thôi. Qua Tết là sân khấu sẽ dựng hai tuồng liên tiếp. Mình phải dựng nhiều tuồng để khán giả tới có sự lựa chọn. Dạ vâng, sự lựa chọn giải trí trong ngày xuân thì đa dạng lắm ạ. Và một trong những lựa chọn nữa là sân khấu Trương Hùng Minh. Rất là cảm ơn anh Minh Nhí ngày hôm nay đã giúp cho Hoàng Nhân và quý vị khán giả hiểu được cái tâm huyết của người nghệ sĩ như thế nào và từ đó yêu thương nghệ sĩ hơn, ủng hộ nghệ sĩ hơn, bởi vì đây là nơi có thể mang đến cái niềm vui tinh thần cho mình. Chúc anh và các anh chị của chúng ta một năm nhiều sức khỏe và cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật ạ. Cảm ơn Hoàng Nhân nhiều nha. Yeah. Năm mới anh chúc cho Hoàng Nhân cùng với gia đình lúc nào cũng an lành. Và Minh Nhí xin được kính chúc tất cả quý vị khán giả cùng với gia đình ăn Tết năm mới, năm 2023, năm con mèo. Tất cả chúng ta đều vui vẻ, khỏe mạnh, an lành và luôn luôn có nhiều tiền. Nhiều tiền rồi đến ủng hộ cho sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh của thầy trò Minh Nhí Việt Hương. Dạ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin cảm ơn anh, rất là vui trong ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ tiếp tục quay trở về phim trường với những nội dung tiếp theo trong chương trình Việt Nam Ngày Mới hôm nay.